Thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng chỉ thị 16 trên toàn thành phố từ 0 giờ ngày 9 tháng 7, thời gian áp dụng 15 ngày. Thông tin được công bố tại cuộc họp về phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể quyết định này là như thế nào? Mời mọi người theo dõi Khỏe Mạnh Đúng Cách ngay sau đây. Trong cuộc họp vào chiều tối ngày 7 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh cần coi việc chống dịch như một cuộc chiến, đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết. Thành phố Hồ Chí Minh quyết định sẽ áp dụng chỉ thị 16 trên toàn thành phố từ 0 giờ ngày 9 tháng 7, thời gian áp dụng 15 ngày. Theo đó, chỉ thị 16 được quy định như sau: gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh. Phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy. Giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, trừ các trường hợp vì lý do công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa, hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân. Trước đó, từ 0 giờ ngày 31 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng trong vòng 15 ngày, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 giãn cách theo chỉ thị 16. Nhưng do Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng nên đến ngày 14 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tiếp tục chỉ đạo giãn cách xã hội toàn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ thị 15 thêm 2 tuần, từ 0 giờ ngày 15 tháng 6 cho đến 0 giờ ngày 29 tháng 6. Đến ngày 19 tháng 6, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành chỉ thị số 10 về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tạm ngưng các chợ tự phát, dừng vận chuyển hành khách công cộng cho đến nay. Theo nhận định của các chuyên gia, Thành phố Hồ Chí Minh hiện là ổ dịch lớn nhất cả nước. Mọi người cần bình tĩnh, không nên hoang mang và thực hiện đúng chỉ thị nhà nước, khuyến cáo Bộ Y tế để bảo vệ sức khỏe gia đình cũng như cộng đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin của dịch COVID-19. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nội dung trên. Nếu thấy bổ ích, đừng quên like, share và subscribe kênh Khỏe Mạnh Đúng Cách nhé. Xin chào!